nghệ cả củ, gái xinh có màn quấy bằng chân đỉnh cao hơn cả các tỷ China, khiến anh em mắt chữ O, mồm chữ A. Quấy nhiệt trên TikTok với những màn múa may quay cuồng dẻo hơn cả lụa ư? Quá bình thường. Gái xinh trên TikTok? Quá nhiều, mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Tuy nhiên, gái xinh mà quẩy bằng chân thì nó mới hiếm à nha. Một cô gái đã có màn thể hiện khả năng rất lạ lùng, đó là đôi chân khéo léo còn hơn cả đôi tay và áp dụng vào việc từ vuốt tóc cho đến quẩy nhạc như thế này. Ban đầu tôi còn tưởng người chân người khác thôi các bạn ạ. Thì dân mạng thì thi nhau comment rằng thì là hết nghệ cả củ đến nghệ cả vườn. Nhưng mà cũng nhiều người khuyên anh em là không nên đú theo, vì rất có khả năng cao là đú xong thì không đi nổi luôn đâu ạ. Cả nhà thấy cô gái không thân thái thế nào? Comment ngay, chia sẻ với Nóng TV, cũng như tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe để cập nhật thật nhiều kiến thức thú vị mỗi ngày nữa nha.